Lịch sử Lịch lớp sử lớp 8, 8, lịch lịch sử sử địa địa phương. phương. Bài Bài 7, 7, khởi khởi nghĩa nghĩa Ngày Ngày Bái Thơ. Thơ. Mục Mục tiêu: tiêu: về về kiến kiến thức, thức, hoàn hoàn cảnh cảnh lịch lịch sử sử trước trước khi khi cuộc cuộc khởi khởi nghĩa nghĩa bùng bùng nổ, nổ, diễn diễn biến biến kết kết quả, quả, nguyên nguyên nhân nhân thất thất bại bại ý ý nghĩa nghĩa lịch lịch sử sử của của cuộc cuộc khởi khởi nghĩa nghĩa Bái Bái Thơ. Thơ. Dẫn Dẫn dụ dụ các các phương phương pháp pháp và và kỹ kỹ thuật thuật tích tích cực cực vào vào dạy dạy học, học, thông thông qua qua truyền truyền thông thông online, online, về về thái thái độ. độ. Chúng Chúng ta ta được được giáo giáo dục dục lòng lòng yêu yêu nước, nước, lòng lòng kính kính trọng trọng biết biết ơn ơn các các anh anh hùng hùng đã đã hy hy sinh sinh vì vì độc độc lập lập dân dân tộc. tộc. Tinh Tinh thần thần bất bất khuất khuất kiên kiên cường cường của của nhân nhân dân dân ta, ta, tiêu tiêu biểu biểu cụ cụ thể thể là là nhân nhân dân dân nhân nhân gian. gian. Radio tiết Tiết học. học. Phần Phần kiểm kiểm tra tra bài bài cũ, cũ, chúng chúng ta ta trả trả lời lời hai hai câu câu hỏi: hỏi: kháng kháng chiến chiến chống chống thực thực dân dân Pháp Pháp lan lan rộng rộng ra ra ba ba tỉnh tỉnh miền miền Tây Tây Nam Nam Kỳ Kỳ như như thế thế nào? nào? Một Một số số câu câu họ họ thơ thơ chống chống Pháp Pháp thời thời kỳ kỳ này này mà mà em em biết. biết. Các bạn tìm Tìm trong trong tư tư liệu liệu cũ cũ để để chúng chúng ta ta trả trả lời. lời. Chúng Chúng ta ta đi đi vào vào bài bài mới. mới. Tiết Tiết 38 38 lịch lịch sử sử địa địa phương phương An An Giang, Giang, bài bài 7, 7, khởi khởi nghĩa nghĩa Bái Bái Thơ Thơ năm năm 1877-1873. 1877-1873. Trong Trong khi khi cả cả nước nước hướng hướng về về cuộc cuộc kháng kháng chiến chiến chống chống Pháp, Pháp, khi khi Pháp Pháp đặt đặt chân chân lên lên xâm xâm lược lược lãnh lãnh thổ thổ nước nước ta, ta, thì thì ở ở An An Giang Giang có có nhiều nhiều cuộc cuộc khởi khởi nghĩa nghĩa nổ nổ ra. ra. Tỉnh Tỉnh An An Giang Giang rơi rơi vào vào tay tay Pháp Pháp vào vào năm năm 1867. 1867. Đây Đây là là đền đền thờ thờ Quảng Quảng Cơ Cơ Trần Trần Nhân Nhân Thành Thành ở ở tại tại Thành Thành Mỹ Mỹ Tây, Tây, châu châu phú phú An An Giang. Giang. Phương Phương pháp pháp của của bài bài này: này thực thực hiện hiện các các phương phương pháp pháp tự tự học học và và nghiên nghiên cứu, cứu, sau sau đó đó là là bài bài thu thu hoạch. hoạch. Bài Bài gồm gồm có có 3 3 phần. phần. Đây Đây là là bản bản đồ đồ lục lục tỉnh, tỉnh, Biên Biên Hòa, Hòa, Gia Gia Định, 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 Định Tường, Tường, ba ba tỉnh tỉnh miền miền Tây, Tây, Vĩnh Vĩnh Long, Long, An An Giang, Giang, Hà Hà Tiên. Tiên. Tỉnh Tỉnh An An Giang Giang của của chúng chúng ta. ta. Ngày Ngày 22 tháng 6 năm 1867, Pháp đã đánh đánh chiếm chiếm An An Giang. Giang. Đó Đó là là hoàn hoàn cảnh cảnh lịch lịch sử. sử. Trần Trần Quang Quang Thành, Thành, lãnh lãnh đạo đạo nghĩa nghĩa binh, binh, xây xây dựng dựng căn căn cứ cứ ở ở Bãi Bãi Thơ. Thơ. Nên Nên cuộc cuộc khởi khởi nghĩa nghĩa này này là là cuộc cuộc khởi khởi nghĩa nghĩa ở ở Bãi Bãi Thơ, Thơ, tiêu tiêu biểu biểu nhất nhất ở ở vùng vùng đất đất châu châu Phú. Phú. Đây Đây là là Bửu Bửu Hương Hương Cát Cát trước trước và và sau. sau. Đây Đây là là Dinh Dinh Sơn Sơn Trung, Trung, chùa chùa Đám Đám Cứ. Cứ. Năm Năm 1867, 1867, Pháp Pháp chiếm chiếm An An Giang, Giang, Trần 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 Nhân Nhân Thành Thành tổ tổ chức chức nhân nhân dân dân lập lập bảng bảng trên trên sông sông Hậu, Hậu, sau sau đó đó ông ông rút rút vào vào Bãi Bãi Thơ, Thơ, chiêu chiêu mộ mộ nghĩa nghĩa binh binh lập lập căn căn cứ cứ chống chống Pháp. Pháp. Tiểu Tiểu sử sử của của Trần Trần Quang Quang Thành, Thành, các các em em ở ở sách sách giáo giáo khoa, khoa, lịch lịch sử sử và và tài tài liệu. liệu. Trang Trang số số 3 3 chúng chúng ta ta đọc. đọc. Diễn Diễn biến biến cuộc cuộc khởi khởi nghĩa nghĩa Bãi Bãi Thơ Thơ năm năm 1867-1873. 1867-1873. Câu Câu hỏi hỏi của của chúng chúng ta ta đó đó là là sau sau khi khi đàn đàn áp áp cuộc cuộc khởi khởi nghĩa nghĩa Nguyên Nguyên Trung Trung Thực 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 dân dân Pháp Pháp đã đã làm làm gì? gì? Trần Trần Quang Quang Thành Thành phất phất phật phật khởi khởi nghĩa nghĩa vào vào thời thời gian gian nào nào và và ở ở đâu? đâu? Địa Địa thế thế lãng lãng linh. linh. Quan Quan sát sát hình hình 37 37 sách sách giáo giáo khoa khoa lịch lịch sử. sử. Căn Căn cứ cứ chính chính của của Trần Trần Quang Quang Thành Thành ở ở đâu? đâu? Ông 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 bố bố trí trí lực lực lượng lượng như như thế thế nào? nào? Năm Năm 1872, 1872, Trần Trần Quang Quang Thành Thành phất phất cờ cờ khởi khởi nghĩa nghĩa ở ở Lãng Lãng Linh, Linh, đặt đặt tên tên là là Binh Binh Gia Gia Nghị. Nghị. Căn Căn cứ cứ chính chính là là ở ở Hưng Hưng Trung Trung đảo đảo Hồng Hồng Cảnh, Cảnh, có có nhiều nhiều đồn đồn để để tiện tiện cho cho phòng phòng thủ. thủ. Sau Sau nhiều nhiều lần lần kêu kêu dụ dụ hung hung hăng hăng là là thực thực dân dân Pháp Pháp chia chia làm làm hai hai cánh cánh quân quân tấn tấn công công Bãi Bãi Thơ. Thơ. Đây Đây là là các các căn căn cứ. cứ.
đồn sơn trung hoặc tấn công bằng hai đường, châu đắm xanh xuống lòng xiên lên lên nhận thành trực tiếp quy quy những di tích ghi dấu ấn của khởi nghĩa. Cây thay thừa kết quả cuộc khởi nghĩa nghĩa quân chống trả quyết liệt cuối cùng bị thất bại ngày 9 tháng 3 năm 1803. Các khai quật hầm súng hiện giờ bãi thừa đây còn ghi dấu ấn tại thành đây đền thờ cần thành các công trình địa danh trường trung có a điển hình là châu phú trung phổ thông trần thành trường trung học cơ sở quảng cơ thành hòa trong thành đường trần trần nhân phía sau lưng tượng đài trần thành cuối bài này chúng ta quan sát nghiên cứu và chúng ta đánh giá thái độ của trần quan thành khi anh em thất thủ nguyên nhân phải ý nghĩa lịch sử kể một số điểm danh nhớ công ơn của đức quan cơ trần thành thành chúng ta hùng biện viết một cái bài nội dung bài học các em có thể dùng lại để ghi chép tóm tắt chúng ta học tâm nhà hoàn chỉnh bài tìm hiểu thêm tư liệu về quân Hương Tự và chúng ta tham gia lễ hội chuẩn bị bài 25 tháng chiến lăng đồng toàn quốc những nét cơ bản tình hình Việt Nam trước khi đi bắt xâm lược bất kỳ thực hiện chiến pháp xâm lược bất kỳ như thế nào tìm hiểu về cuộc kháng chiến ở Hà Nội và tỉnh bất kỳ bài ta đã đây kết thúc.